toàn thể quý vị đã đến với chương trình muốn ăn phải lăn vào bếp. Giờ vẫn còn nhớ cái thứ lớp 1 hả? Dạ chứ. Ủa vậy là con bò con nhỏ gọi là gì? Nó gọi là con bò. Nghe luôn. Đúng rồi. Bê đúng rồi. Rồi. Dăm ớt mà cay là hay ghen đúng không ạ? Đúng rồi. Mà cái đó có đúng sự thật không? Con gái phải còn dăm ớt, con nhỏ nào cũng ghen hết trơn. Ăn được không con? Dạ hết rồi con. Không, hỏi cho. Ơ kìa.